Đồ thức, các quan niệm như vậy, tâm phân biệt với 52 thứ tâm niệm. Bồ Tát ở trong một niệm, thảy đều thấu rõ, mà lìa khỏi tất cả các quan niệm, chẳng sinh tâm phân biệt, dứt trừ tất cả sự chướng ngại quan niệm sinh ra, không hề chấp trước. Tất cả trí huệ của Phật tràn đầy trong tâm, tất cả Phật Pháp nơi lớn căn lành của Ngài, do đó cùng đồng một thân với các Như Lai, được tất cả chư Phật nhiếp thọ, lìa cố bẩn được thanh tịnh, đối với tất cả Phật Pháp tùy hỷ, tu hành, học tập đến được bờ bên kia, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh tu hạnh phổ hiền, sinh đại trí huệ báu ở trong mỗi một niệm, biết vô lượng tâm, tùy theo sự ý chỉ, tùy theo tâm phân biệt, tùy theo giống tánh, tùy theo chỗ làm, tùy theo nghiệp dụng, tùy theo tướng trạng, tùy theo tư giác, đủ thứ sự khác nhau thảy đều thấy rõ, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại nguyện trí bóng phổ hiền ở trong một xứ, biết vô lượng bất khả thuyết xứ, như tại một xứ tất cả xứ cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh tu đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền, sinh ra đại trí huệ báu ở trong tâm mỗi chúng sinh, biết vô lượng tâm chúng sinh, tùy theo tâm ý chỉ của tất cả chúng sinh, tùy theo tâm phân biệt của tất cả chúng sinh, tùy theo giống tánh của tất cả chúng sinh, tùy theo chỗ làm của tất cả chúng sinh, cho đến tùy theo nghiệp dụng, tướng trạng, tư giác của tất cả chúng sinh. Đương nhiên có đủ thứ cảnh giới khác nhau, nhưng thầy đều thấy rõ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát, thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu đại nguyện, trí huệ báu của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một xứ biết được vô lượng bất khả thuyết, bất khả thuyết xứ. Tại một xứ tình hình như vậy, ở trong tất cả xứ cũng đều như thế. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập bậc hành nghiệp, trí phổ hiền. Ở trong một nghiệp biết được vô lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết nghiệp. Mỗi nghiệp đó do đủ thứ duyên tạo ra, thấy biết rõ ràng. Như nơi một nghiệp, tất cả nghiệp cũng đều như vậy. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập trí huệ, biết các pháp của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một pháp, biết bất khả thuyết pháp. Ở trong tất cả pháp, mà biết một pháp. Các pháp như vậy thảy đều khác biệt, chẳng có chướng ngại, không trái, không chấp trước. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập bậc hạnh nghiệp, trí huệ của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một nghiệp biết được vô lượng bất khả thuyết, bất khả thuyết nghiệp. Mỗi một nghiệp đều do đủ thứ nhân duyên tạo thành, đều thấy biết rõ ràng như tình hình một thứ nghiệp như vậy. Tất cả nghiệp cũng đều tình hình như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập trí huệ, biết các pháp của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một pháp biết được bất khả thuyết pháp. Ở trong tất cả pháp biết được một pháp. Các pháp như vậy thảy đều khác biệt, nhưng chẳng có mọi sự chướng ngại nào, cũng chẳng trái, cũng chẳng chấp trước. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, trụ hạnh Bồ Tát, được đầy đủ căn tài vô ngại của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một tiếng nói biết được bất khả thuyết tiếng nói, vô lượng vô biên đủ thứ sự khác biệt, mà chẳng chấp trước, như nơi một tiếng nói, nơi tất cả tiếng nói cũng đều như vậy. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, trụ trong hạnh môn của Bồ Tát tu, đang được đầy đủ căn tài không chướng ngại của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong một tiếng nói biết được bất khả thuyết tiếng nói, như ở trong một tiếng nói tình hình như vậy, ở trong tất cả tiếng nói cũng đều tình hình như vậy. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu trí huệ phổ hiền, khởi hạnh phổ hiền, trụ bậc phổ hiền. Ở trong mỗi một pháp sẽ nói bất khả thuyết pháp, pháp đó rộng lớn đủ thứ sự khác biệt, giáo hóa nhiếp thọ không thể nghĩ bàn, phương tiện tương ưng nơi vô lượng thời, nơi tất cả thời, tùy theo sự ưa thích hiểu biết của các chúng sinh, tùy theo căn tánh, tùy theo thời, dùng âm thanh của Phật mà vì họ nói pháp, dùng một diệu âm khiến cho bất khả thuyết đạo tràng chúng hội vô lượng chúng sinh thảy đều hoan hỉ. Chỗ của một Như Lai vô lượng Bồ Tát tràn đầy pháp giới, lập trí thủ thắng, sinh sự thấy rộng lớn, do giáo biết rõ tất cả các hạnh, trụ bậc phổ hiền, tùy chỗ thuyết pháp ở trong niệm niệm đều được chứng nhập. Trong khoảng một sát na tăng trưởng vô lượng bất khả thuyết đại trí huệ, hết kiếp vị lai diễn nói như vậy, nơi tất cả cõi tu tập hạnh rộng lớn đồng hư không thành tựu viên mãn. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập đại trí huệ của Bồ Tát phổ hiền, sinh khởi đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền, trụ bậc đẳng giác của Bồ Tát phổ hiền. Ở trong mỗi một pháp có thể diễn nói bất khả thuyết pháp,
Ở trong một pháp dễ nói vô lượng pháp chẳng trái với một pháp. Do đó, một là vô lượng là một. Đạo lý vô lượng và một là hai, mà chẳng hai. Pháp môn này rất rộng lớn, lại rất nhỏ, có đủ thứ sự khác biệt, giáo hóa tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, không thể nghĩ bàn, phương tiện tương ưng, trong vô lượng thời, tất cả thời. Tức là chẳng có sự phân biệt giữa thời gian và không gian, tùy thuận tất cả chúng sinh theo sự nguyện vọng của họ, tùy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, tùy theo tất cả thời gian dùng pháp phương tiện tương ưng, giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng âm thanh của Phật mà vì họ nói pháp, dùng một diệu âm không nghĩ bản, khiến cho bất khả thuyết chúng hội đạo tràng, vô lượng chúng sinh thảy đều đại hoan hỷ. Ở trong đạo tràng của một vị Phật có vô lượng Bồ Tát, đầy rẫy pháp giới, lập chí nguyện thù thắng, xin kiến giải rộng lớn, chú giáo biết rõ pháp môn trong tất cả các hạnh, trong khoảng một sát na tăng trưởng vô lượng, bất khả thuyết đại trí huệ, hết kiếp thừa vị lai, như vậy vì tất cả chúng sinh nói pháp, trong cõi nước của tất cả chư Phật, tụ tập hạnh môn rộng lớn vô biên, pháp môn đồng với tận hư không khắp pháp giới, đắc được sự thành tựu viên mãn, đến được trình độ không thiếu không thừa, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, tụ tập hạnh môn các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu vô đại hạnh. Ở trong mỗi một căn đều biết rõ vô lượng các căn, vô lượng tâm ưa thích, cảnh giới không thể nghĩ bàn, sinh ra diệu hạnh. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước không ràng buộc, tụ tập hạnh môn tất cả các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu vô đại hạnh. Ở trong mỗi một căn thầy đều biết rõ vô lượng các căn, vô lượng tâm ưa thích, đang được cảnh giới không thể nghĩ bàn, sinh ra tất cả diệu hạnh. Dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, trụ hạnh tâm đại hồi hướng Phổ Hiền, đắc được trí sắc rất vi tế, trí thân rất vi tế, trí cõi rất vi tế, trí kiếp rất vi tế, trí thế giới rất vi tế, trí phương hướng rất vi tế, trí thời gian rất vi tế, trí số mục rất vi tế, trí nghiệp báo rất vi tế, trí thanh tịnh rất vi tế. Các trí vi tế như vậy, ở trong một niệm đều biết rõ được mà tâm không sợ hãi, tâm không mê hoặc, không tán loạn, không ô trược, không hạ liệt, tâm đó chuyên nhất. Tâm khéo vào định vắng lặng, tâm khéo phân biệt, tâm khéo an trụ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, trụ nơi tâm hạnh nguyện đại hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được 10 trí huệ rất vi tế, mới được thấu rõ thành tịnh. Một, được trí huệ tất cả sắc rất vi tế. Hai, được trí huệ tất cả thân rất vi tế. Ba, được trí huệ tất cả cõi rất vi tế. Bốn, được trí huệ tất cả kiếp rất vi tế. Năm, được trí huệ tất cả thế giới rất vi tế. Sáu, được trí huệ tất cả phương hướng rất vi tế. Bảy, được trí huệ tất cả thời gian rất vi tế. Tám, được trí huệ tất cả số mục rất vi tế. Chín, được trí huệ tất cả nghiệp báo rất vi tế. Mười, được trí huệ tất cả thanh tịnh rất vi tế. Tất cả những sự vi tế như vậy ở trong một niệm hoàn toàn thấu rõ thanh tịnh, biết rồi tâm chẳng sinh sợ hãi và sự mê hoặc, cũng chẳng tán loạn, cũng chẳng điên đảo, cũng chẳng ô trược, cũng không hạ liệt, tâm đó chuyện nhất. Vì trí huệ rất vi tế, tâm đó khéo vào định vắng lặng, tâm đó khéo phân biệt rất vi tế, tâm đó khéo an trụ cảnh giới rất vi tế. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, trụ nơi trí huệ của Bồ Tát, tu hạnh Phổ Hiền chẳng có mệt mỏi, biết được tất cả chúng sinh thú hướng rất vi tế, chúng sinh chết rất vi tế, chúng sinh sinh ra rất vi tế, chúng sinh trụ rất vi tế, chúng sinh xứ sở rất vi tế, chúng sinh phẩm loại rất vi tế, chúng sinh cảnh giới rất vi tế, chúng sinh hạnh rất vi tế, chúng sinh thủ lấy rất vi tế, chúng sinh phàn duyên rất vi tế. Tất cả những sự rất vi tế như vậy ở trong một niệm thầy đều biết rõ. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, trụ trong trí huệ của Bồ Tát tu, tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, chẳng có lúc nào mệt mỏi. Biết được 10 thứ rất vi tế của tất cả chúng sinh, mới minh bạch được những tình hình đó, dưới đây là 10 thứ rất vi tế. Một, biết được sự thú hướng rất vi tế của tất cả chúng sinh. Hai, biết được sự chết rất vi tế của tất cả chúng sinh. Ba, biết được sự sinh ra rất vi tế của tất cả chúng sinh. Bốn, biết được nơi trụ xứ rất vi tế của tất cả chúng sinh. Năm, biết được xứ sở rất vi tế của tất cả chúng sinh. Sáu, biết được hết thảy phẩm loại rất vi tế của tất cả chúng sinh. Bảy, biết được cảnh giới rất vi tế của tất cả chúng sinh. Tám, biết được hạnh rất vi tế của tất cả chúng sinh. Chín, biết được sự thủ lấy rất vi tế của tất cả chúng sinh.
Mười biết được sự phan duyên rất vi tế của tất cả chúng sinh. Tất cả những sự rất vi tế như vậy, ở trong một niệm Bồ Tát Thầy đều biết rõ ràng thanh tịnh, chẳng có gì mà không biết. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, chứng được mắt trí huệ, quán khắp tâm tất cả chúng sinh. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, lập trí nguyện thâm sâu, tu hạnh phổ hiền. Biết được tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm, vì tất cả chúng sinh tu hạnh Bồ Tát rất vi tế. Bồ Tát trụ xứ rất vi tế, Bồ Tát thần thông rất vi tế, Bồ Tát du hành vô lượng cõi Phật rất vi tế, Bồ Tát pháp quang minh rất vi tế, Bồ Tát mắt thanh tịnh rất vi tế, Bồ Tát thành tựu tâm thù thắng rất vi tế, Bồ Tát đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả Như Lai rất vi tế, Bồ Tát trí huệ Đà La Ni Môn rất vi tế, Bồ Tát có vô lượng sự không sợ hãi, có tất cả biện tài diễn nói rất vi tế, Bồ Tát có vô lượng tướng tam muội rất vi tế, Bồ Tát thấy tất cả trí huệ tam muội của Phật rất vi tế. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, lập trí nguyện thâm sâu, được khoái lạc không gì bằng. Tu tập đại hạnh của Bồ Tát phổ hiển tu, phải có trí huệ 21 thứ rất vi tế của Bồ Tát mới minh bạch biết được cảnh giới này. 1. Biết được tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà tu hạnh của Bồ Tát tu rất vi tế. 2. Biết được xứ sở của tất cả Bồ Tát ở rất vi tế. 3. Biết được thần thông diệu dụng của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 4. Biết được tất cả Bồ Tát du hành vô lượng cõi Phật rất vi tế. 5. Biết được pháp tu của tất cả Bồ Tát đắc được trí huệ quang minh rất vi tế. 6. Biết được tất cả Bồ Tát đắc được mắt trí huệ thanh tịnh rất vi tế. 7. Biết được tất cả Bồ Tát thành tựu tâm thủ thắng rất vi tế. 8. Biết được tất cả Bồ Tát đến đạo tràng chúng hội của mười phương chư Phật rất vi tế. 9. Biết được tất cả Bồ Tát đắc được trí huệ pháp môn tổng trì rất vi tế. 10. Biết được lời nói của tất cả Bồ Tát vô lượng sự không sợ hãi, có trí huệ biện tài vô ngại, diễn nói diệu pháp rất vi tế. 11. Biết được vô lượng tướng tam muội chánh định chánh thọ của tất cả Bồ Tát tu rất vi tế. 12. Biết được tất cả Bồ Tát thấy tất cả trí huệ tam muội của chư Phật rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội thâm sâu rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội đại trang nghiêm rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội pháp giới rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội thần thông đại tự tại rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội hết thuở vị lai trụ trì hạnh rộng lớn rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội sinh ra vô lượng sự khác biệt rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội sinh ra ở trước tất cả chư Phật, thường tu cúng dường luôn không xả lìa rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội tu hành tất cả thâm sâu rộng lớn không chướng ngại, không chướng không ngại rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội lìa che chướng, được bậc nhất thiết trí rốt ráo, trụ trì bậc hạnh trí, bậc đại thần thông, bậc quyết định nghĩa lý rất vi tế. Tất cả những sự rất vi tế như vậy Thầy đều biết rõ. 13. Biết được trí huệ tam muội thâm sâu của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 14. Biết được trí huệ tam muội đại trang nghiêm của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 15. Biết được trí huệ tam muội pháp giới của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 16. Biết được trí huệ tam muội thần thông đại tự tại của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 17. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát hết thuở vị lai tu hạnh trụ trì rộng lớn rất vi tế. 18. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát sinh ra vô lượng sự khác biệt rất vi tế. 19. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát sinh ra ở trước tất cả chư Phật, riêng tu hạnh cúng dường chư Phật thường không xả lìa rất vi tế. 20. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát tu hành tất cả thâm sâu rộng lớn tối cao chẳng có sự chướng ngại rất vi tế. 21. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát được bậc nhất thiết trí rốt ráo, bậc trụ trì tu hành trí huệ, bậc đại thần thông trí huệ, bậc quyết định tất cả nghĩa lý, trừ khử sự che chướng rất vi tế. Tất cả những sự vi tế như vậy Bồ Tát đều biết được, hoàn toàn thấu rõ triệt để những cảnh giới này. Dùng tâm giải thoát không chấp trước ràng buộc, tu tập hạnh phổ hiền đều biết. Bồ Tát trí huệ an lập rất vi tế, bậc Bồ Tát rất vi tế, Bồ Tát vô lượng hạnh rất vi tế, Bồ Tát sinh ra hồi hướng rất vi tế, Bồ Tát được tất cả Phật tạng rất vi tế, Bồ Tát quán sát trí rất vi tế, Bồ Tát thần thông nguyện lực rất vi tế, Bồ Tát diễn nói tam muội rất vi tế, Bồ Tát tự tại phương tiện rất vi tế, Bồ Tát ấn rất vi tế, Bồ Tát một đời bổ xứ rất vi tế, Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không có sự chấp trước ràng buộc, tu tập đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu
Việc điều trí huệ của tất cả Bồ Tát có 41 thứ rất vi tế, tức là một trí huệ của Bồ Tát ăn đập cảnh giới rất vi tế, hai bậc Bồ Tát rất vi tế, ba bậc Bồ Tát tu vô lượng hạnh rất vi tế, bốn Bồ Tát sinh ra hồi hướng rất vi tế, năm Bồ Tát được tất cả Phật tạng nói tất cả pháp rất vi tế, sáu trí huệ diệu quán sát của Bồ Tát rất vi tế, bảy Bồ Tát có đủ thần thông và nguyện lực rất vi tế, tám Bồ Tát diễn nói chánh định chánh thọ rất vi tế, chín sức phương tiện niệm vận tự tại của Bồ Tát rất vi tế, 10. Bồ Tát ứng chứng tất cả pháp môn rất vi tế, 11. Bồ Tát một đời bổ xứ tức hậu bổ Phật vị rất vi tế. Có trí huệ rất vi tế như vậy mới nhận thức được cảnh giới này. Bồ Tát sinh về trời đấu xuất rất vi tế, Bồ Tát trụ ở cung trời rất vi tế, Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật rất vi tế, Bồ Tát quán sát trong cõi người rất vi tế, Bồ Tát phóng đại quang minh rất vi tế, Bồ Tát trùng tập thủ thắng rất vi tế, Bồ Tát đạo tràng chúng hội rất vi tế, Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ sinh rất vi tế, Bồ Tát nơi một thân thể hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế, Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế, Bồ Tát trụ thai mẹ rất vi tế, Bồ Tát ở trong thai mẹ tự tại thể hiện tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới rất vi tế, Bồ Tát ở trong thai mẹ tất cả thần lực của Phật rất vi tế. 12. Cảnh giới Bồ Tát sinh ở nội viện cung trời đau xuất rất vi tế. 13. Lúc Bồ Tát trụ ở cung trời đau xuất rất vi tế. 14. Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật trong mười phương rất vi tế. 15. Bồ Tát quán sát trong cõi người rất vi tế. 16. Bồ Tát phóng trí huệ đại quang minh rất vi tế. 17. Chủng tộc của Bồ Tát thủ thắng đặc biệt cao quý rất vi tế. 18. Đạo tràng chúng hội của Bồ Tát rất vi tế. 19. Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ sinh rất vi tế. 20. Bồ Tát về một thân có thể thể hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế. 21. Lúc Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế. 22. Lúc Bồ Tát trụ trong thai mẹ rất vi tế. 23. Lúc Bồ Tát ở trong thai mẹ tự tại thể hiện tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới rất vi tế. 24. Bồ Tát ở trong thai mẹ thể hiện sức thần thông của tất cả chư Phật rất vi tế, phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch được cảnh giới tám tướng thành đạo này. Bồ Tát thể hiện việc sống lâu rất vi tế, Bồ Tát trí huệ thể hiện sư tử đi bảy bước rất vi tế, Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thể hiện nơi vương cung rất vi tế, Bồ Tát xuất gia tu hành điều phục rất vi tế, Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng rất vi tế, Bồ Tát phá tan chúng ma quân thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế, Như Lai ngồi tòa Bồ Đề phóng đại quang minh chiếu mười phương thế giới rất vi tế, Như Lai thể hiện vô lượng thần biến rất vi tế, Như Lai sư tử hống đại niết bàn rất vi tế, Như Lai điều phục tất cả chúng sinh mà không chỗ ngại rất vi tế. 25. Bồ Tát thể hiện việc sống lâu rất vi tế. 26. Bồ Tát thể hiện sư tử đi bảy bước, tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, trên trời dưới nhân gian ta tôn quý nhất rất vi tế. 27. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thể hiện nơi hoàng cung rất vi tế. 28. Bồ Tát xuất gia tu đạo, tu hạnh hàng phục chúng sinh rất vi tế. 29. Bồ Tát ngồi ở dưới cội Bồ Đề đạo tràng rất vi tế. 30. Bồ Tát hàng phục ma nữ, phá tan ma quân thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế. 31. Như Lai ngồi pháp tòa Bồ Đề phóng đại quang minh chiếu soi mười phương thế giới rất vi tế. 32. Như Lai thể hiện vô lượng thần thông biến hóa rất vi tế. 33. Như Lai sư tử hống truyền bánh gia pháp vào đại niết bàn rất vi tế. 34. Như Lai hàng phục tất cả chúng sinh chẳng có chướng ngại rất vi tế. Phải có trí huệ vi tế như vậy mới minh bạch thanh tịnh rõ ràng. Sức tự tại không nghĩ bàn của Như Lai, tâm Bồ Đề như kim cang rất vi tế. Như Lai hộ niệm khắp tất cả cảnh giới thế gian rất vi tế. Như Lai ở trong khắp tất cả thế giới làm Phật sự, hết kiếp thuộc vị Lai mà không ngừng nghỉ rất vi tế. Thần lực của Như Lai khắp cùng pháp giới rất vi tế. Như Lai ở trong tận cõi hư không, tất cả thế giới khắp hiện thành Phật, điều phục chúng sinh rất vi tế. Như Lai nơi một thân Phật hiện vô lượng thân Phật rất vi tế. Như Lai ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị Lai đều ngự đạo tràng trí huệ tự tại rất vi tế. 35. Sức tự tại không nghĩ bàn của Như Lai, tâm Bồ Đề giống như kim cang rất vi tế. 36. Như Lai khắp hộ niệm tất cả cảnh giới thế gian rất vi tế.
37 Như Lai ở trong khắp tất cả thế giới làm đại Phật sự, hết kiếp thuở vị Lai cũng không ngừng nghỉ, rất vi tế. 38 Sức thần thông vô hại của Như Lai khắp cùng pháp giới rất vi tế. 39 Như Lai ở trong tận cõi hư không tất cả thế giới đều hiện thành Phật, đều phục chúng sinh rất vi tế. 40 Như Lai ở trong một thân Phật hiện ra vô lượng thân Phật rất vi tế. 41 Như Lai ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị Lai thường ngự đạo tràng, trí huệ tự tại rất vi tế. Tất cả sự vi tế như vậy thầy đều biết rõ, thành tựu thanh tịnh thị hiện khắp tất cả thế gian, ở trong niệm niệm tăng trưởng trí huệ viên mãn không thối chuyển, phương tiện khéo léo tu hạnh Bồ Tát chẳng có ngừng nghỉ, thành tựu bậc hồi hướng của phổ hiền, đầy đủ tất cả công đức của Như Lai, vĩnh viễn không nhàm bỏ hạnh Bồ Tát, sinh ra cảnh giới Bồ Tát hiện tiền, vô lượng phương tiện thầy đều thanh tịnh, muốn an ổn khắp tất cả chúng sinh tu hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc đại oai đức của Bồ Tát, đắc được tâm vui thích của các Bồ Tát, được môn hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra các công đức tạng pháp giới. Như vậy tất cả những sự vi tế như đã nói Bồ Tát hoàn toàn biết rõ, thành tựu thanh tịnh thì hiện khắp tất cả thế gian, ở trong niệm niệm tăng trưởng đại trí huệ đặc biệt viên mãn không thối chuyển, phương tiện khéo léo tu hạnh của Bồ Tát tu vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thành tựu bậc hồi hướng của Bồ Tát phổ hiền, đầy đủ tất cả công đức của chư Phật, vĩnh viễn không nhàm bỏ hạnh của Bồ Tát tu, sinh ra cảnh giới Bồ Tát hiện tiền, vô lượng phương tiện thảy đều thanh tịnh, an ổn khắp tất cả chúng sinh tu hành hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc đại oai đức của Bồ Tát, đã được tất cả tâm vui thích của Bồ Tát, được pháp môn hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra tất cả các tạng công đức pháp giới, thường được chư Phật hộ niệm, nhập vào các pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn nói tất cả nghĩa chân thật, nơi pháp khéo léo không sai trái, khởi thệ nguyện lớn không bỏ chúng sinh, ở trong một niệm biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa, hay chẳng phải tâm địa, nơi chỗ chẳng phải tâm thì hiện sinh nơi tâm, xa lìa lời nói an trụ trí huệ, đồng hành với các Bồ Tát thực hành, dùng sức tự tại thị hiện thành Phật đạo, hết thuộc vị Lai, thường không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế gian kiếp số vọng tưởng lời nói kiến lập thần thông nguyện lực thải đời thị hiện, thường được mười phương chư Phật gia trì hộ niệm mà vào được tất cả pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn nói tất cả nghĩa lý chân thật, đối với tất cả các pháp phương tiện khéo léo, chẳng trái với đạo lý của pháp, phát khởi thệ nguyện lớn không xa bỏ tất cả chúng sinh, có thể ở trong một niệm biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa của chúng sinh, hay chẳng phải tâm địa, nơi chỗ chẳng phải tâm chúng sinh vô tình thì hiện sinh nơi tâm, đó là đạo lý chân không sinh diệu hữu, xa lìa tất cả mọi lời nói an trụ ở trong trí huệ, đồng hạnh với tất cả Bồ Tát thực hành, dùng sức thần thông tự tại thị hiện thành Phật đạo, hết thuộc vị Lai cũng không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế gian kiếp số vọng tưởng lời nói kiến lập thần thông và nguyện lực thảy đều thị hiện, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền đắc được trí rất vi tế, biết rõ tất cả chúng sinh giới, đó là trí rất vi tế phân biệt được chúng sinh giới, trí rất vi tế hiểu được lời nói của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết sự chấp trước của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được dị loại của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được đồng loại của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được vô lượng thú hướng của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được chỗ làm đủ thứ sự phân biệt không nghĩ bàn của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được vô lượng tạp nhiễm của chúng sinh giới, trí rất vi tế biết được vô lượng thanh tịnh của chúng sinh giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu tập pháp môn đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, đắc được chính đại trí huệ rất vi tế của chúng sinh giới mới có thể thấu hiểu được. Một, chúng sinh giới tức là chín pháp giới Bồ Tát, pháp giới duyên giác, pháp giới thanh văn, pháp giới trời, pháp giới người, pháp giới Atula, pháp giới súc sinh, pháp giới ngạ quỷ, pháp giới địa ngục. Chúng sinh chín pháp giới này có đủ thứ sự phân biệt khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới phân biệt được rõ ràng, bằng không thì chẳng có cách gì phân biệt được rõ ràng. Hai, chúng sinh của chúng sinh giới. Mỗi chúng sinh giới đều có lời nói khác nhau, có rất nhiều sự phân biệt. Ví dụ đơn giản như loài người, có rất nhiều thứ tiếng nói, văn tự khác nhau, như Trung Quốc, ngoài tiếng quốc ngữ ra, còn có rất nhiều tiếng nói địa phương, tiếng nói của các chúng sinh giới nói không hết được, cho nên phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu được lời nói của chúng sinh giới. 3.
Chúng sinh của chúng sinh giới, mỗi chúng sinh giới đều có sự chấp trước của họ. Nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát trong pháp giới của Bồ Tát còn có một phần chấp trước sinh tướng vô minh, hà huống là chúng sinh khác trong tám pháp giới khác, bất quá khác nhau mà thôi. Nếu muốn biết chúng sinh chính pháp giới tại sao có sự chấp trước, chỉ có đạt được trí huệ rất vi tế mới thấu hiểu được rõ ràng. 4. Có chúng sinh dị loại trong chúng sinh giới, có đủ thứ loài khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch biết được. 5. Có chúng sinh đồng loại trong chúng sinh giới, tuy là đồng loại nhưng cũng có đủ thứ chủng tộc khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch hết được. 6. 9. Pháp giới chúng sinh của chúng sinh giới đều có con đường thú hướng khác nhau, ví như Bồ Tát hướng về Bồ Đề Đạo, cho đến chúng sinh địa ngục hướng về con đường địa ngục. Con đường thú hướng của họ khác nhau, đó là do tiền nhân hậu quả chưa cảm ra, phải có trí huệ rất vi tế mới phân tích rõ ràng được. 7. Trong chúng sinh giới, mỗi là chúng sinh đều có đủ thứ việc làm khác nhau không thể nghĩ bàn. Mỗi chúng sinh cũng có việc làm khác nhau không thể nghĩ bàn, phải có trí huệ rất vi tế mới phân tích rõ ràng được. 8. Trong chúng sinh giới, mỗi loài chúng sinh có quả báo của mỗi loài, do nghiệp cảm khác nhau cho nên trồng nhân thanh tịnh thì được quả thanh tịnh, trồng nhân nhiễm ô thì được quả nhiễm ô. Thứ nghiệp thiện ác hỗn tạp này, có lúc trong nghiệp thiện thêm nghiệp ác, có lúc trong nghiệp ác thêm nghiệp thiện, có lúc trong nghiệp thanh tịnh xen tạp nghiệp nhiễm ô, có lúc trong nghiệp nhiễm ô xen tạp nghiệp thanh tịnh. Tương lai nghiệp thiện thành thục thì sinh vào ba đường lành, tương lai nghiệp ác thành thục thì sinh vào ba đường ác. Chẳng phải bị người khác bức bách mà là do chính mình tạo nghiệp, chưa cảm cảnh giới báo ứng, do đó mình làm mình chịu. Người khác không thể nào thay thế được, dù có tặng hồng bao hối lộ vua Diêm Vương cũng chẳng làm được. Tại sao? Vì vua Diêm Vương đại công vô tư, biện án thanh minh, chỉ nói thiện ác, không nói đến nhân tình, sự việc không thể chuyển đổi được. Chúng ta người học Phật phải khác với những người thế gian. Những gì họ ham thích, chúng ta không ham thích. Những gì họ tham, chúng ta không tham. Mọi bệnh người thế gian có, chúng ta không có. Nếu sinh hoạt tập quán giống với những người thế gian, thì đó chẳng phải là người xuất gia. Họ nhẫn được, bạn nhẫn được. Họ chịu được, bạn chịu được. Đó chẳng phải là bản sắc của người xuất gia. Phải nhẫn những việc mà người khác không nhẫn được. Phải chịu khổ mà người khác không chịu được, làm những việc mà người khác không làm được, đó mới là bản sắc chân chánh của người xuất gia. Có tư tưởng tạp nhiễm rồi, nghĩ muốn nghe kinh mà tâm không hề thanh tịnh, nghĩ muốn tự tại mà tâm không thể tự tại, người học Phật pháp tưởng nên có phiền não. Những thứ tạp nhiễm phải có trí huệ rất vi tế mới phân biệt rõ ràng được. 9. Trong chúng sinh giới có vô số vô lượng thanh tịnh, phải có trí huệ rất vi tế mới phân biệt rõ ràng được. Tất cả cảnh giới rất vi tế của chúng sinh giới như vậy, ở trong một niệm có thể dùng trí huệ để biết như thật, rộng nhiếp chúng sinh mà vì họ thuyết pháp, khai thị đủ thứ pháp môn thành tịnh khiến cho họ tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, hóa thần vô lượng, kẻ thấy được đều hoan hỷ, dùng ánh sáng trí huệ mặt trời chiếu tầm Bồ Tát khiến cho họ khai ngộ được trí huệ tự tại. Tất cả cảnh giới của chúng sinh giới như vậy rất là vi tế, ở trong một niệm có thể dùng trí huệ chân thật, mới biết như thật những cảnh giới chân thật như vậy, rộng nhiếp tất cả chúng sinh mà vì họ diễn nói Phật pháp, khai thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, biến hóa vô lượng vô biên thân, khiến cho kẻ thấy được đều sinh tâm hoan hỷ, dùng trí huệ quang minh như đồng với ngàn mặt trời chiếu soi tâm của người tu hạnh Bồ Tát, khiến cho họ khai ngộ đắc được trí huệ tự tại, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc. Vì tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới tu hạnh phổ hiền, đắc được trí rất vi tế, biết tận cõi hư không pháp giới, tất cả thế giới. Đó là trí rất vi tế, biết thế giới nhỏ, trí rất vi tế, biết thế giới lớn, trí rất vi tế, biết thế giới tạp nhiễm, trí rất vi tế, biết thế giới thanh tịnh, trí rất vi tế, biết thế giới không thể sánh, trí rất vi tế, biết thế giới đủ thứ, trí rất vi tế, biết thế giới rộng, trí rất vi tế, biết thế giới hẹp, trí rất vi tế, biết thế giới vô ngại trang nghiêm, trí rất vi tế, xuất hiện khắp tất cả thế giới của Phật, trí rất vi tế, nói chánh pháp khắp tất cả thế giới. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc,
Vì tất cả chúng sinh ở trong tất cả thế giới tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiển Tu, đạt được 21 thứ trí huệ rất vi tế, về tận cõi hư không khắp pháp giới tất cả thế giới. Đó là một thế giới rất nhỏ phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Hai thế giới rất lớn phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Ba thế giới tạp nhiễm phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Bốn thế giới thanh tịnh phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Năm thế giới không thể sánh, thế giới này vượt qua tất cả thế giới, chẳng có thể giới nào có thể sánh bằng. Thế giới này phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Sáu thế giới đủ thứ phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Bảy thế giới rộng lớn phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Tám thế giới hẹp phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Chín thế giới vô ngại trang nghiêm phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. 10. Phật xuất hiện ra đời để khắp tất cả thế giới phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. 11. Phật nói chánh pháp nhãn tạng để khắp tất cả thế giới phải có trí huệ rất vi tế mới biết được. Trí rất vi tế hiện thân khắp tất cả thế giới. Trí rất vi tế phóng đại quang minh khắp tất cả thế giới. Trí rất vi tế thần thông tự tại của chư Phật thị hiện hết tất cả thế giới. Trí rất vi tế dùng một âm thanh thị hiện tất cả âm thanh hết tất cả thế giới. Trí rất vi tế vào tất cả đạo tràng chúng hội cõi Phật trong tất cả thế giới. Trí rất vi tế dùng tất cả pháp giới cõi Phật làm một cõi Phật. Trí rất vi tế dùng một cõi Phật làm tất cả pháp giới cõi Phật. Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như mộng. Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như hình bóng. Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như huyễn. 12. Bồ Tát có đại thần thông, có thể hiện thân khắp trong tất cả hạt bụi, khắp cùng tất cả thế giới có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 13. Phóng đại quang minh đầy khắp tất cả thế giới, chiếu soi 3.000 đại thiên thế giới có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 14. Khắp cùng tất cả thế giới thì hiện rất thần thông tự tại của 10 phương chư Phật có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 15. Khắp cùng tất cả thế giới dùng một thứ âm thanh nói pháp thì hiện được đủ thứ tất cả âm thanh, do đó Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo lại đều hiểu được. Tức cũng là dùng một pháp môn, có thể diễn nói vô lượng pháp môn có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 16. Vào đạo tràng chúng hội của một thế giới và đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 17. Dùng tất cả pháp giới cõi Phật làm một cõi Phật, Bồ Tát có thần thông biến hóa, có thể ở trong nhỏ hiện lớn, lại có thể ở trong lớn hiện nhỏ, lại có thể ở trong một hiện nhiều, trong nhiều hiện một. Đó là cảnh giới sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, viên dung vô ngại, nhậm vận tự tại có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 18. Dùng một cõi Phật biến hóa tất cả pháp giới cõi Phật, cảnh giới thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn như vậy, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. 19. Bồ Tát biết tất cả thế giới như mộng hư vọng không thật, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được. Lúc người đang nằm mộng thì trong cảnh mộng hiện ra sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, vừa thăng quan tiến chức, vừa phát tài, vừa có vợ đẹp thiếp sinh, hưởng hết phước nhân gian. Lúc đó ở trong mộng hiện ra một người nói với họ rằng: ông ơi, hiện tại ông có công danh lợi lộc, vàng bạc châu báu, danh tiếng địa vị vân vân, chẳng phải là thật mà là giả, hiện ông đang nằm mộng đó. Ông ta nhất định sẽ không tin, đợi đến lúc tỉnh dậy thì mới biết được mình đang nằm mộng. Do đó, đời người như giấc mộng. Chẳng những ban đêm ngủ nằm mộng mà ban ngày không ngủ cũng đang nằm mộng. Do đó, sống như say, chết như mộng, chẳng có lúc nào thức tỉnh. Người trên thế gian đều đang nằm mộng, bất quá giấc mộng này có người tỉnh sớm, có người tỉnh muộn, cũng có người không tỉnh. Người có trí huệ thì tỉnh sớm, người ngu si thì tỉnh muộn hoặc là không tỉnh. Chúng ta tu đạo thì gọi là tỉnh mộng, sớm giác ngộ đời người khổ nhiều vui ít, để các cảnh giác không nằm mộng giữa ban ngày, không thể vọng tưởng lăng xăng, nhận thức rõ mình là người tu đạo, phải giữ bổn phận không phóng dật. Do đó, sớm mõ tối chuông cảnh tỉnh người ngủ ít lại. Tại sao khi tụng kinh thì phải gõ mõ? Vì mắt con cá thì mở ngày đêm không nhắm, thức tỉnh người tu đạo đừng tham ngủ, phải thời khắc giác ngộ, có tác dụng như vậy. 20. Bồ Tát biết tất cả thế giới giống như hình bóng chẳng có tánh chân thật, có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được cảnh giới này. 21. Bồ
Bồ Tát biết tất cả thế giới như huyễn hóa, chẳng có thể chân thật. Có trí huệ rất vi tế như vậy mới biết được cảnh giới này. Như vậy, biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo nhập vào hạnh phổ hiền, được trí huệ thần thông, đầy đủ quan sát của phổ hiền, tu hạnh Bồ Tát thường không ngừng nghỉ, đắc được tất cả thần thông tự tại của Phật, đầy đủ thân vô ngại, trụ nơi trí huệ không chỗ nương, nơi các pháp lành, không thủ lấy chấp trước, chỗ tâm thực hành thầy đều không chỗ đắc được. Nơi tất cả chỗ khởi ý tưởng xa lìa, nơi hạnh Bồ Tát khởi ý tưởng tịnh tu, nơi nhất thiết trí nghĩ tưởng không thủ lấy chấp trước, dùng các tâm muội tự tại trang nghiêm trí huệ tùy thuận tất cả pháp giới. Như vậy biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo nhập vào đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, đắc được trí huệ và thần thông của Bồ Tát phổ hiền, đầy đủ trí huệ diệu quán sát của Bồ Tát phổ hiền, tu hạnh của Bồ Tát tu, thời thời sinh tinh tấn khắc khắc chẳng ngừng nghỉ, đắc được thần thông biến hóa tự tại của mười phương chư Phật, đầy đủ pháp thân không chướng ngại, trụ ở trong trí huệ không nương tựa, nơi tất cả pháp lành không thủ lấy chấp trước, do đó vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không trí huệ cũng không đắc được. Chẳng những đối với pháp ác không thủ lấy chấp trước, mà đối với pháp lành cũng chẳng thủ lấy chấp trước, chỗ tâm nghĩ tưởng đến đều không chỗ đắc được. Đối với tất cả mọi nơi cũng không chấp trước, sinh khởi nghĩ tưởng xa lìa. Đối với hạnh Bồ Tát, sinh khởi nghĩ tưởng tu hành thành tịnh. Đối với nhất thiết trí huệ, sinh khởi nghĩ tưởng không thủ lấy chấp trước, dùng tất cả tam muội trang nghiêm pháp thân của chính mình, dùng trí huệ bát nhã chân chánh tùy nguyện tất cả pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, nhập vào hạnh môn của Bồ Tát phổ hiền, đắc được trí rất vi tế, biết vô lượng pháp giới, trí rất vi tế diễn nói tất cả pháp giới, trí rất vi tế vào thế giới rộng lớn, trí rất vi tế phân biệt pháp giới không nghĩ bàn, trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp giới, trí rất vi tế một niệm khắp tất cả pháp giới, trí rất vi tế vào khắp tất cả pháp giới, trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không chỗ được, trí rất vi tế quán tất cả pháp giới không chỗ ngại, trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không sinh, trí rất vi tế nơi tất cả pháp giới hiện thần biến. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không chấp trước không ràng buộc vào đại hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền tu, đắc được 11 thứ trí huệ rất vi tế pháp giới mới có thể thấu hiểu được tình hình của pháp giới. Đó là: một, đắc được trí huệ rất vi tế biết vô lượng pháp giới; 2, trí huệ rất vi tế diễn nói được tất cả pháp giới; 3, trí huệ rất vi tế vào được pháp giới rộng lớn; 4, trí huệ rất vi tế phân biệt được pháp giới không thể nghĩ bàn; 5, trí huệ rất vi tế phân biệt được tất cả pháp giới; 6, trí huệ rất vi tế ở trong một niệm khắp tất cả pháp giới; 7, trí huệ rất vi tế vào được khắp tất cả pháp giới; 8, trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không chỗ đắc được; 9, trí huệ rất vi tế quan sát được tất cả pháp giới không chướng ngại; 10, trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không sinh; 11, trí huệ rất vi tế ở trong tất cả pháp giới hiện thần thông biến hóa. Tất cả pháp giới rất vi tế như vậy, dùng trí rộng lớn đều biết như thật, nơi pháp tự tại thể hiện hạnh phổ hiền, khiến cho các chúng sinh thầy đều đầy đủ, chẳng sao bỏ nghĩa, chẳng chấp pháp, sinh ra trí bình đẳng vô ngại, biết căn bản vô ngại, chẳng trụ tất cả các pháp, chẳng hoại các pháp tánh, như thật không nhiễm, giống như hư không, tùy thuận thế gian, khởi lên lời nói, khai mở nghĩa chân thật, mở bày tánh tịch diệt, nơi tất cả cảnh không nương không trụ, chẳng có phân biệt, thấy rõ pháp giới rộng lớn an lập, biết rõ các thế gian và tất cả các pháp bình đẳng không hai, lìa tất cả chấp trước. Tất cả pháp giới rất vi tế như vừa nói ở trên, dùng trí huệ rộng lớn đều biết được như thật. Đối với tất cả các pháp niệm vận tự tại, tự hào không tạo tác, chỉ bày hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ sự mong cầu, không xa bỏ tất cả nghĩa, không chấp trước tất cả pháp, sinh ra trí huệ bình đẳng chẳng có chướng ngại, biết pháp căn bản chẳng có chướng ngại, không trụ vào tất cả pháp môn, không phá hoại tất cả pháp tánh, chân thật không hư, chẳng có tất cả pháp nhiễm trước, thanh tịnh giống như hư không, tùy thuận tất cả pháp thế gian, sinh khởi lời nói, khai thị diễn nói đạo lý chân thật, chỉ bày cảnh giới tự tại tịch diệt của chúng sinh. Đối với tất cả cảnh giới chẳng nương tựa, chẳng trụ vào, chẳng phân biệt, thấu rõ tất cả pháp giới chân thật, an lập rộng lớn tất cả chúng sinh, biết rõ tất cả thế gian và tất cả các pháp
pháp môn bình đẳng không hai, lìa khỏi mọi sự chấp trước, do đó không quái không ngại. Trong tâm kinh có nói, vì không quái ngại nên không sợ hãi, xa lìa đến đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến niết bàn. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, sinh trí rất vi tế với các kiếp. Đó là trí rất vi tế, dùng bất khả thuyết kiếp làm một niệm. Trí rất vi tế, dùng một niệm làm bất khả thuyết kiếp. Trí rất vi tế, dùng a tăng kỷ kiếp vào một kiếp. Trí rất vi tế, dùng một kiếp vào a tăng kỷ kiếp. Trí rất vi tế, dùng kiếp dài vào kiếp ngắn. Trí rất vi tế, dùng kiếp ngắn vào kiếp dài. Trí rất vi tế, vào kiếp có Phật, kiếp không có Phật. Trí rất vi tế, biết tất cả kiếp số. Trí rất vi tế, biết tất cả kiếp phi kiếp. Trí rất vi tế, trong một niệm thấy ba đời tất cả kiếp. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu đại hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền tu, sinh ra tất cả kiếp, cần có 10 thứ trí huệ rất vi tế này. Đó là một, trí huệ rất vi tế, dùng bất khả thuyết kiếp làm một niệm. 2. Trí huệ rất vi tế, dùng một niệm làm bất khả thuyết kiếp. 3. Trí huệ rất vi tế, dùng a tăng kỳ kiếp vào trong một kiếp. 4. Trí huệ rất vi tế, dùng một kiếp vào trong a tăng kỳ kiếp. 5. Trí huệ rất vi tế, dùng đại kiếp dài nhất vào trong tiểu kiếp ngắn nhất. 6. Trí huệ rất vi tế, dùng tiểu kiếp ngắn nhất vào trong đại kiếp dài nhất. 7. Trí huệ rất vi tế, vào kiếp có Phật và kiếp không có Phật. 8. Trí huệ rất vi tế, biết tất cả kiếp số, có kiếp dài, kiếp ngắn, kiếp lớn, kiếp nhỏ. Do đó, một niệm làm vô lượng là một. 9. Trí huệ rất vi tế, biết tất cả kiếp và tất cả phi kiếp. 10. Trí huệ rất vi tế, ở trong một niệm thấy được ba đời, tất cả kiếp. Tất cả các kiếp rất vi tế như vậy, dùng trí Như Lai ở trong một niệm, đều biết như thật, đã được tâm hạnh vương viên mãn của các Bồ Tát, vào tâm hạnh của Phổ Hiền, để tất cả tâm phân biệt, dị đạo hí luận, phát tâm đại nguyện không giả đãi ngừng nghỉ, thấy khắp vô lượng thế giới võng, tâm sung mãn vô lượng chư Phật, nơi căn lành của chư Phật, hạnh của các Bồ Tát, tâm nghe được đều thọ trì, nơi hạnh rộng lớn an ổn, tất cả chúng sinh tâm nghe theo, rồi không quên. Trong tất cả kiếp, tâm thị hiện Phật ra đời, nơi mỗi mỗi thế giới, hết thuộc vị lai, tâm tu hành hạnh bất động không ngừng nghỉ, trong tất cả thế giới dùng thân nghiệp Như Lai sung mãn thân tâm Bồ Đề. Tất cả các kiếp rất vi tế như vậy, dùng trí huệ Như Lai ở trong một niệm để biết chân thần, đắc được tâm hạnh vương viên mãn của tất cả các Bồ Tát, tâm vào khắp hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, lìa khỏi tất cả tâm phân biệt, tâm ngoại đạo hí luận, phát tâm đại thệ nguyện chẳng có giải đãi, chẳng có ngừng nghỉ. Tâm thấy khắp vô lượng vô biên thế giới võng, dùng mãn vô lượng vô biên mười phương chư Phật. Đối với căn lành của mười phương chư Phật, hạnh phúc của tất cả Bồ Tát tu, tâm nghe được đều thọ trì. Đối với hạnh rộng lớn an ổn tất cả chúng sinh, tâm nghe được rồi không quên. Ở trong tất cả kiếp, tâm thị hiện mười phương chư Phật xuất hiện ra đời. Ở trong mỗi thế giới hết thuở vị lai, tâm tu hành hạnh kiên cố bất động, không có ngừng nghỉ. Trong tất cả thế giới, dùng thân nghiệp Như Lai sung mãn thần tâm của Bồ Tát, dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, thành tựu bất thối chuyển, đắc được trí rất vi tế biết tất cả các pháp. Đó là trí rất vi tế biết pháp thâm sâu, trí rất vi tế biết pháp rộng lớn, trí rất vi tế biết đủ thứ pháp, trí rất vi tế biết pháp trang nghiêm, trí rất vi tế biết tất cả pháp không có số lượng, trí rất vi tế biết tất cả pháp vào một pháp, trí rất vi tế biết một pháp vào tất cả pháp, trí rất vi tế biết tất cả pháp vào phi pháp, trí rất vi tế ở trong không pháp an lập tất cả pháp mà không trái với nhau, trí rất vi tế và tất cả Phật pháp phương tiện không dư thừa. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, từ đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, thành tựu tâm Bồ Đề không thối chuyển, biết được tất cả pháp cần có trí huệ rất vi tế mới biết rõ thúc đạt vô ngại. Đó là một, trí huệ rất vi tế biết các pháp thâm sâu. 2. Trí huệ rất vi tế biết các pháp rộng lớn. 3. Trí huệ rất vi tế biết đủ thứ pháp, sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp. 4. Trí huệ rất vi tế biết pháp trang nghiêm, trang nghiêm đạo tràng chúng hộ thanh tịnh.
5. Trí huệ rất vi tế, biết tất cả pháp chẳng có số lượng. 6. Trí huệ rất vi tế, biết tất cả pháp và được trong một pháp. 7. Trí huệ rất vi tế, biết một pháp và được trong tất cả pháp. 8. Trí huệ rất vi tế, biết tất cả pháp và trong phi pháp. 9. Trí huệ rất vi tế, biết ở trong không pháp an lập tất cả pháp mà không trái với nhau. 10. Trí huệ rất vi tế, biết không pháp nào được trong tất cả pháp, rất là phương tiện, chẳng có pháp dư thừa.